Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay trong khuôn khổ video này em xin phép giới thiệu một chiếc Toyota Ray màu xanh mới về đến đại lý Toyota Bắc Ninh. Toyota Ray được phân phối ở thị trường Việt Nam với duy nhất một phiên bản là 1.0 Turbo. Xe thì được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Xe mới ra mắt được gần 1 tháng ấy chị ạ, mà xe bây giờ lần đầu tiên mới về đến Bắc Ninh. Thì có xe thì có giá niêm yết là 527 triệu. Và những cái màu như màu trắng ngọc trai và màu nóc đen thì sẽ có giá niêm yết là 535 triệu. Hiện tại thì bên em đang ký chờ xe đến gần Tết, thì anh chị nào mà có nhu cầu lái thử thì hoặc là muốn xem xe thì qua alo cho em qua số điện thoại để trên màn hình nhé. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu qua cho anh chị về một chút về ngoại hình. Phần đầu xe thì được trang bị cụm đèn full LED, có xi nhan LED đuổi như anh chị thấy đấy ạ. Cụm bên dưới thì có đèn định vị ban ngày và đèn halogen sương mù. Trong cái cùng cụm đấy thì nó có luôn cái cảm biến trước. Xe thì có chiều dài tổng thể là 4m4, một kích thước trông trên giấy tờ thì có vẻ là ngắn đấy, nhưng tuy nhiên là ngoài đời thì nhìn trông khá là bề thế. Mặt capo cao và la răng này thì là la răng phay xước, có kích thước đường kính là 17 inch, máy 1.0 turbo. Cụm đèn sau là cũng được trang bị được đèn full LED với cả hai hai cảm biến sau. Bước vào nội thất thì chúng ta sẽ thấy nổi bật nhất là cái màn hình 9 inch, màn hình giải trí đa thông tin 9 inch. Phía dưới thì có cụm điều hòa tự động này, cổng 12V và cổng sạc USB. Ngoài ra thì ghế thì là ghế da phan nỉ, vô lăng thì là bọc da, còn các cái phím trên vô lăng là có điều chỉnh hành trình này, các mode chức năng âm thanh và điều khiển màn hình bên trong. Đặc biệt là cùng màn hình bên trong sẽ được có 4 chế độ hiển thị và là một cái màn hình điện tử to, và bên cạnh nó có một cái màn hình phụ nhỏ bên cạnh. Nội thất thì được trang bị rất nhiều hốc để đồ tiện dụng ở cánh cửa này, hai bên cánh cửa, và ở khu vực yên ngựa này thì có các cái khu để đồ rất rộng. Ngoài ra thì có 7 tì tay. Chiều dài của xe là 4m. Tuy nhiên là cái chiều dài cơ sở của nó đến ngang với con sedan phân khúc hạng B, cụ thể là vai ớt, thì nên dẫn đến là cái như anh chị thấy là em cao 1m7 thì vẫn thừa khá nhiều. Cái ghế này thì chỉnh cũng hơi cao đấy, nhưng mà nó có vừa với cái khoang lái của em. Em thì lái thì quen cái ngồi sát một chút, thì ngồi từ hàng thứ hai, chân hàng thứ hai đến phải đến tầm 23 cm, trần thì khá cao, nó đúng theo cái phong cách của Nhật. Xe thì cực tiết kiệm nhiên liệu anh chị ạ, nó chỉ tiêu tốn nhiên liệu rơi khoảng độ tầm gần 7 lít 100 cây hỗn hợp, gần 7 lít. Còn đường trường thì có 5,47 lít thôi. Cốp xe khá rộng rãi, được trang bị có một tấm vách ngăn này. Ngoài ra thì lốp thì là 5 lốp như nhau. Cốp thì được có hai nấc, một nấc nữa là chỉ xuống bên này thì anh chị sẽ có một cái khoang cốp là rộng rãi hơn. Vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về sơ bộ chiếc xe Toyota Ray. Nếu anh chị nào có nhu cầu lái thử hay là xem xe thì liên hệ giúp em qua số hotline trên màn hình nhé. Xin phép anh chị gặp lại video sau. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.